Ngày 11 tháng 1, cả nước có 16.019 ca mắc COVID-19, Hà Nội chạm mốc 2.900 ca. Bản tin dịch COVID-19 ngày 11 tháng 1 của Bộ Y tế cho biết có 16.019 ca mắc COVID-19 trên cả nước. Hà Nội tiếp tục nhiều nhất, gần 2.900 ca. Trong ngày có gần 6.900 bệnh nhân khỏi, 256 ca tử vong. Thông tin về ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam. Tính từ 16 giờ ngày 10 tháng 1 đến 16 giờ ngày 11 tháng 1. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.035 ca nhiễm mới. Trong đó 16 ca nhập cảnh và 16.019 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.236 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh. Thành phố có 10.691 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 2.884, Khánh Hòa 782, Cà Mau 762, Bình Định 671.

Quảng Ngãi 224, Thừa Thiên Huế 222, Bạc Liêu 193, Hà Giang 186, Nghệ An 185, Thái Nguyên 184, Vĩnh Phúc 177, Hậu Giang 175, Cần Thơ 169, Hải Dương 168, Hòa Bình 161, Bình Thuận 156, Bắc Giang 155, Quảng Nam 154, Nam Định 145, An Giang 117.

Ninh Thuận 50, Điện Biên 49, Long An 44, Lai Châu 39, Con Tum 38, Cao Bằng 37, Bắc Cạn 26, Bình Dương 25, Gia Lai 3. Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến chiều ngày 11 tháng 1 năm 2022. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 6.866 ca. Số ca tử vong trong ngày 256 ca. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, 1, Quảng Nam 14, Thành phố Hồ Chí Minh 12, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2. Cả nước có 1.930.428 ca nhiễm, trong đó có 4.486 ca nhập cảnh và 1.925.942 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước Tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.924.372 ca, trong đó có 1.594.139 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Việt Nam có 1.596.960 ca đã khỏi bệnh, 298.681 ca đang điều trị và 34.787 ca tử vong.

Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 162.375.421 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.389.408 liều, tiêm mũi 2 là 71.386.323 liều, tiêm mũi 3 tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 12.599.690 liều. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới, cả thế giới có 311.288.295 ca nhiễm

Châu Á tăng 56.959 ca, Châu Phi tăng 520 ca, Châu Đại Dương tăng 90.956 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 35.174 ca, trong đó Thái Lan tăng 7.133 ca, Philippines tăng 28.007 ca, Campuchia tăng 34 ca. Thái Bình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.